Mới đây tại Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ đã tổ chức bế giảng khóa huấn luyện Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh An Giang năm 2022. Trong suốt 80 ngày huấn luyện, từng cán bộ chiến sĩ đã được bồi dưỡng các kiến thức về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, rèn luyện, nâng cao khả năng thực hành, kỹ thuật chiến đấu, quân sự, võ thuật, kỹ năng sử dụng các loại vũ khí, trang bị, công cụ hỗ trợ, đồng thời diễn tập xử lý các tình huống, phương án phòng chống tụ tập đông người trái pháp luật, biểu tình gây rối an ninh trật tự, phòng chống bạo loạn khủng bố, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Nhiều đồng chí tham gia khóa huấn luyện đã thể hiện rõ vai trò của người lãnh đạo chỉ huy, gương mẫu đi đầu để các đồng chí khác học tập noi theo. Các cán bộ chiến sĩ cũng được tham gia các hoạt động thể thao, nâng cao thể lực, sự bền bỉ, dẻo dai, sẵn sàng nhận và đủ sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Dịp này có 2 tập thể và 4 cá nhân nhận được giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh An Giang vì đã có thành tích cao trong khóa huấn luyện.